Ăn gạo lứt là thực hiện kiệm phước, để dành phước cho những lúc nguy khó, cơ thể sẽ hấp thu gần như hoàn toàn các dưỡng chất có trong gạo lứt, và chất thải từ gạo lứt rất ít. Các loại thức ăn khác cơ thể chỉ hấp thụ một phần và phần còn lại thành phân thải ra ngoài. Theo đạo Phật, ba cái thường làm mất phước là cái ăn, cái mặc và cái ở. Ăn gạo lứt là không phung phí phước. Buồn xa mơ tí gió.